Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Instagram. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có một video setup lại góc máy. Lý do hôm nay mình làm video này có hai việc. Đầu tiên đó chính là mình mới chuyển chỗ ở, nếu như các bạn để ý trong video đầu năm 2023. Và cho tới bây giờ thì mình mới có thời gian setup lại góc cho gọn gàng. Hiện tại thì nó đang cực kỳ bừa bộn như các bạn đang thấy. Lý do thứ hai đó chính là mình muốn quảng cáo cho cuộc thi góc máy đẹp tháng 2 đang được bọn mình tổ chức tại group Instagram với tổng giải thưởng lên tới 10 triệu đồng với rất nhiều quà tặng hấp dẫn từ nhà tài trợ là TechSpace Việt Nam. Các bạn hãy tham gia ngay bên đường link mình để ở phần mô tả nhé. Rồi, bây giờ hãy cùng nhau đến với video về 5 phụ kiện mình thấy rất hữu dụng để các bạn có thể setup lại góc máy. Đặc biệt thì tất cả những phụ kiện này mình mua tổng tiền còn chưa đến 500 nghìn. Bây giờ hãy cùng nhau bắt đầu nhé. Việc đầu tiên mình muốn làm đó chính là trang trí nhẹ nhàng lại phần tường của góc. Mình đã có cân đối khá nhiều phương án như là treo canvas, đóng kệ, pegboard, tuy nhiên thực sự thấy nó không phù hợp và có phần hơi phức tạp. Và đặc biệt thì hiện tại mình còn đang thừa một bộ nanolip đời cũ không dùng, thế nên mình quyết định sử dụng nó để trang trí cho phần tường này. Hiện tại thì dòng nanolip này đã không còn bán nữa và nó được nâng cấp lên phiên bản mới với tên gọi là Shapes và mình đã có review cho các bạn rồi. Các bạn có thể tham khảo, mức giá hiện tại thì nó cũng cực kỳ hợp lý tại TechSpace Việt Nam. Tất nhiên cho tới bây giờ thì phần băng dính cố định của cái miếng nanolip mình sử dụng trước đây đã không còn nữa rồi, do mình có tháo ra tháo vào khá nhiều. Vì vậy thì phụ kiện đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đó chính là một loại băng keo nano dày khoảng tầm 1,5cm để có thể cố định được những cái đồ treo trên tường và đặc biệt là cái nanolip này. Ở phần này thì các bạn cần lưu ý một chút, đó chính là để tránh hiện tượng bị rơi tấm đèn thì các bạn nên dán càng nhiều miếng càng tốt. Vì dán ít thì lúc đầu có thể ổn nhưng sau đó dần dần nó sẽ tự động bị tuột. Thêm một điểm nữa, bạn cũng phải xem thử kiểu sơn tường nhà bạn, xem là lớp sơn có dính vào tường hay không, vì dán như này là các bạn dán lên lớp sơn chứ không phải dán lên tường, và nếu lớp sơn bong thì đồng thời đèn của các bạn cũng rơi luôn. Đối với trường hợp của mình ở đây là giấy dán tường nên nó sẽ không bị bong như là lớp sơn và nó sẽ có lợi thế là chắc hơn một chút. Một điểm đau đầu khi setup nanolip đó chính là phần dây của nó, do vẫn phải dùng phần nguồn điện thế nên điều này là không thể tránh. Vì thế mình xử lý bằng cách kéo căng dây của nó nhìn cho thẳng thớm một chút để cho đỡ lôm côm, sau đó thì sử dụng phần kẹp dây điện loại nhỏ để dính nó vào tường. Đây cũng là một phụ kiện mình rất thích và muốn giới thiệu cho các bạn trong video này vì nó giúp hệ thống dây điện của bạn trở nên thẳng và đẹp hơn rất nhiều. Mình nghĩ rằng nhiều người đã gặp vấn đề này thì đây là một cách giải quyết rất ổn và mình sẽ còn tiếp tục sử dụng phụ kiện này ở trong rất nhiều đoạn trong video ngày hôm nay nữa. Với cái gắn nanolip như vừa rồi thì đây cũng là cách mình xử lý những phụ kiện cần gắn trên tường. Các bạn có thể áp dụng với một số món đồ có kết cấu và cơ chế hoạt động tương tự như là tranh, ảnh. Phần tiếp theo cũng là đau đầu nhất, đó chính là xử lý phần dây điện. Để nói phần này thì nói thật là không có một cách chung nào hết và tùy vào độ cầu toàn cũng như kiểu setup của mỗi người. Nhưng mình sẽ chia sẻ quan điểm của mình với các bạn, một quan điểm mà theo mình thấy là không bị quá cực đoan và đòi hỏi quá nhiều sự tỉ mẩn. Đó chính là khi bạn setup, bạn không cần phải giấu dây quá triệt để, mà chỉ cần giấu dây khỏi tầm mắt nhìn cũng như là khi mà giơ máy ảnh lên chụp. Để túm lại đống dây lằng nhằng của PC, màn hình và thiết bị của mình sử dụng băng Velcro hay còn gọi tiếng Việt là băng gai dính, một cái tên thông thuộc hơn. Đây là phụ kiện mình cũng tình cờ phát hiện ra và thực sự nó quá ưu việt để các bạn có thể đi gọn lại bộ dây. Thứ nhất, nó thiết kế thành một cuộn để các bạn có thể cắt độ dài tùy theo cái độ dày của mức dây. Thứ hai là nó có thể bóc ra bóc vào nếu như các bạn muốn tháo thiết bị ra cắm vào hoặc thay đổi thiết bị. Không dây thít thì mỗi lần cần đi dây lại, các bạn sẽ phải cắt dây thít đi và lại sử dụng một cái dây thít mới để thít vào, rất là mất thời gian. Và thứ ba, đó chính là nhờ khả năng nới lỏng dễ như vậy, khi setup, bạn cũng sẽ tránh được hiện tượng dây bị quá căng và chỉnh lại dây cũng rất dễ.
Đây là những ưu điểm mà mình thấy nó xứng đáng là sản phẩm hỗ trợ đi giày tốt nhất. Các bạn có thể vớt hết băng dính, giày thít các kiểu đi. Tất nhiên thì cái băng dính gai này chỉ giải quyết được vấn đề túm các dây gọn vào nhau mà thôi. Còn để đi dây các vị trí gọn gàng thì mình sẽ sử dụng một loại kẹp dây điện tương tự như kẹp nhỏ lúc nãy mình đã dùng. Nhưng đây là loại kẹp dành cho nhiều dây và có đường kính lớn. Đơn giản là hãy sử dụng nó để dán vào các vị trí làm cho đường dây trông thẳng và vuông góc nhất có thể là được. Với kiểu cố định này, mặc dù dây có thể bị lộ nhưng nó vẫn nhìn trông rất thẳng và gọn. Vấn đề tiếp theo bạn cần giải quyết đó chính là ổ điện. Do sử dụng bàn nâng hạ thế nên để ổ điện luôn di chuyển theo bàn tránh dây bị căng. Mình sử dụng món đồ giấu dây dạng giá đỡ được khoan ghim vào bàn của IKEA có tên là IKEA Signum. Toàn bộ ổ điện chính, adapter màn hình và một số adapter khác mình sẽ để dưới phần này gần với PC và màn hình nhất có thể. Tuy nhiên nếu như bạn muốn giấu gọn toàn bộ dây vào đây thì sẽ hơi khó. Nếu như bạn dùng nhiều thiết bị như mình, các bạn sẽ cần thêm ổ điện nữa. Thì để có thêm ổ điện này để cắm những thứ phụ trợ bên ngoài nếu như cần thiết như là củ sạc hay là một số thiết bị khác thì mình sử dụng một phụ kiện là một dạng thiết bị dán treo ổ điện có thể trượt ra vào để tháo lắp. Bằng thiết bị này thì mình có thể cố định ổ điện ở vị trí mình cần và nếu sau đó muốn tháo ra thay ổ khác hoặc là không dùng nữa thì có thể đơn giản là trượt ra là được. Rồi vậy là chúng ta xử lý được những vấn đề lớn nhất bạn gặp khi setup góc máy. Với những mẹo này và những thiết bị này thì các bạn có thể áp dụng linh hoạt sáng tạo sẽ cho ra kết quả mình nghĩ là tốt hơn nhiều nếu như các bạn tỉ mẩn. Cuối cùng thì để giữ cho góc máy luôn sạch sẽ thì các bạn nên sắm cho mình một chiếc khăn vải sợi microfiber chuyên sử dụng để lau các bề mặt dễ bám bụi, bám vân tay và dễ xước như màn hình máy tính, đồ gia dụng, mặt kính và vân vân. Những loại khăn này mặc dù mức giá rất rẻ chỉ khoảng tầm vài chục nghìn thôi nhưng tác dụng của nó đã khá ổn áp để vệ sinh hàng ngày rồi. Vì vậy các bạn cũng nên thêm vào giỏ hàng khi mua sắm những phụ kiện để có thể làm đẹp lại góc máy. Rồi, đó toàn bộ những món mình đã sử dụng để làm cho góc máy của mình trở nên gọn gàng và ngăn nắp hơn. Tổng thiệt hại của nó thì cũng rất rẻ, chưa đến 500.000 và với thời gian là khoảng tầm một buổi tối là bạn đã có một không gian làm việc và giải trí ngon lành, gọn gàng hơn rất nhiều rồi. Bây giờ, hãy cùng nhau xem thành quả khi setup lại góc máy của mình nhé. Vậy thì bạn có muốn chia sẻ góc máy của mình hay không? Hãy tham gia ngay cuộc thi góc máy đẹp tháng 2 tại group Instagram nhé. 10 góc máy đẹp nhất sẽ được lên sóng vào video tổng hợp đầu tháng 3 cũng như nhận quà tổng giá trị lên tới 10 triệu đồng từ nhà tài trợ là TechSpace và Hyperbox PC. Rồi nếu như bạn thấy video hay, hấp dẫn và ích thì đừng quên bấm like, share nó và đăng ký kênh Instagram của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.